với một đường truyền chính xác từng cm của một công dân của dòng đá vô địch quốc gia V.League 2022. Có thể gọi tên bất cứ dòng nào đã qua đó. Không có tiếng còi cho trọng tài trong phút vừa rồi. Trước khi đến với trận đấu kế tiếp thì xin mời các bạn cùng chúng tôi tạm nghỉ trong ít phút.